Và có thể nói là cái quần thể di tích Cố đô Huế cũng là cái quần thể lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Nó được bảo tồn tương đối toàn vẹn. Ngọ Môn là cái cổng chính của Hoàng cung Huế, và tất cả du khách đến tham quan Hoàng cung Huế đều đi qua cái cổng này. Được xây dựng từ năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng. Thì đến nay Ngọ Môn đã có cái lịch sử đến 186 năm. Ngọ Môn đã trải qua một số lần trùng tu, nhưng cái lần trùng tu gần đây nhất thì cũng đã 95 năm. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành đại trùng tu cái công trình này. Chúng tôi cũng tính toán rằng là cùng với cái việc đại trùng tu công trình này thì chúng tôi sẽ áp dụng cái công nghệ của các chơi để làm sạch cái bề mặt của công trình. We are in the middle of our new cleaning project here in Vietnam. In the city of Hue, we are cleaning the Noon Gate in the Imperial Palace. The cleaning method we choose for this building made of brick and limestone is steam cleaning. For this, we are using a hot water high pressure cleaner, a super class hot water high pressure cleaner. And we are working with reduced pressure and a maximum temperature to remove the biological soiling.